Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Góc Lịch Sử của G87. Thưa các bạn, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vẫn đang thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận. Chưa biết kết quả sẽ như thế nào, vì nó rất khó dự đoán và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cuộc chiến này có thể kéo dài vài tuần cho đến vài tháng, nhưng cũng có thể kéo dài vài năm và hậu quả thì nhiều năm sau mới có thể khắc phục được. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi muốn cùng điểm qua những lần dụng binh của Tổng thống Putin mà theo cá nhân tôi là đều mang lại những chiến thắng và ý nghĩa rất lớn cho người Nga. Trước tiên, chúng ta phải quay lại lịch sử. Khi Liên Xô tan rã, nước Nga non trẻ vấp phải vô vàn khó khăn, vừa phải vực dậy kinh tế trong nước, vừa phải đối phó với những xu hướng ly khai đòi độc lập ở nhiều vùng lãnh thổ và sự bành trướng của NATO. 22 năm kể từ khi ông Putin trở thành Tổng thống, nước Nga đã tham gia vào 4 trận chiến để giải quyết các vấn đề an ninh của mình. Lần dụng binh thứ nhất là chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Việc Chechnya, nước Cộng hòa thuộc Nga, đòi ly khai là vấn đề khiến Moscow đau đầu nhất thời kỳ hậu Soviet so với diện tích khổng lồ của mình. Chechnya chỉ là một vùng đất nhỏ bé với dân số hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, nếu Chechnya thực sự độc lập khỏi Nga, làn sóng đòi ly khai có thể xuất hiện ở nhiều vùng đất khác mà Moscow không thể kiểm soát được. Tháng 12 năm 1994, bất chấp nhiều cảnh báo từ Nga, Chechnya tuyên bố độc lập, thành lập Cộng hòa Chechnya tự xưng. Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Boris Yeltsin, quân đội Nga đã tấn công vào phe ly khai ở Chechnya nhưng không giành thắng lợi. Trong chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, quân đội Nga hứng tổn thất nặng nề với hơn 3.800 binh sĩ thiệt mạng. Tháng 8 năm 1996, Nga buộc phải rút quân khỏi Chechnya sau khi đạt được lợi thế nhỏ là tiêu diệt thành công Duraev, thủ lĩnh của Chechnya, trong cuộc tấn công bằng tên lửa. Thất bại ở Chechnya khiến quân đội Nga tổn thất hình ảnh nghiêm trọng khi bị đánh giá là yếu kém và lạc hậu. Đến tháng 5 năm 2000, Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga. Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là đưa Chechnya quay trở về với Moscow. Thông điệp của ông Putin trước khi nhậm chức đó là có một bộ phận nhỏ đang bị thương trên lãnh thổ nước Nga và chính ông sẽ là người chữa lành vết thương đó. Tháng 9 năm 1999, hai tòa chung cư tại Moscow bị đánh bom khiến hơn 300 người bị thiệt mạng. Nga cáo buộc phe ly khai ở Chechnya đứng sau vụ tấn công và chiến tranh Chechnya lần thứ hai nổ ra. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ông Putin, quân đội Nga thể hiện sức chiến đấu và trình độ tác chiến cao hơn rất nhiều so với 4 năm trước đó. Với hãm, dồn ép kết hợp với hỏa lực từ khí tài hiện đại là chiến thuật chính Nga sử dụng trong chiến tranh lần thứ hai ở Chechnya. Điều này tỏ ra hiệu quả trước lối đánh du kích có phần non nớt của lực lượng ly khai. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, tức là chỉ 4 tháng sau khi ông Putin nắm quyền, Cộng hòa Chechnya tự xưng sụp đổ. Grozny, thủ phủ của Chechnya, được quân đội Nga kiểm soát. 9 năm tiếp theo, Nga liên tục tổ chức các đợt tấn công truy quét lực lượng ly khai ở Chechnya. Ngày 15 tháng 4 năm 2009, Nga tuyên bố không còn bất cứ phần tử ly khai nào ở Chechnya. Thành công của chiến dịch ở Chechnya giúp quân đội Nga khôi phục lại vị thế trên chiến trường quốc tế của mình. Ông Putin khẳng định được tài lãnh đạo và nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Chiến dịch quân sự thứ hai đó là cuộc xung đột với Georgia. Rạng sáng ngày 8 tháng 8 năm 2008, hơn 3.000 quân Georgia cùng hàng trăm xe tăng đã tấn công Nam Ossetia, khu tự trị được Nga hậu thuẫn. Cuộc tấn công này được chỉ đạo bởi cựu tổng thống Georgia ông Mikhail Saakashvili, người có quan điểm chống Nga sâu sắc. Sau khi nhậm chức từ năm 2004, ông Saakashvili đã nhiều lần khẳng định mục tiêu lớn nhất của ông sẽ là thu hồi Nam Ossetia và Abkhazia, hai vùng lãnh thổ ly khai khỏi Georgia từ năm 1991. Nếu giành chiến thắng ở Nam Ossetia, Georgia gần như chắc chắn giành một vé gia nhập NATO, trở thành mũi xung kích chống Nga ở Đông Âu. Với lực lượng vượt trội hơn hẳn, quân đội Georgia nhanh chóng áp đảo lực lượng ly khai ở Nam Ossetia. Tuy nhiên, tới trưa ngày 8 tháng 8 năm 2008, dưới sự ủng hộ của Putin, khi đó đang giữ chức thủ tướng nước Nga, Moscow quyết định điều quân tới Nam Ossetia. Chỉ trong vòng vài giờ chiến đấu, hai đơn vị thiết giáp với 20.000 quân, 500 xe tăng thuộc tập đoàn quân số 58 của Nga đánh bật quân đội Georgia khỏi thủ phủ của Nam Ossetia. Hơn 100 máy bay chiến đấu của Nga thoải mái quần thảo trên bầu trời Nam Ossetia trước sự bất lực của Georgia. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 2008, quân đội Nga tiếp tục tấn công đẩy lùi quân Georgia khỏi Nam Ossetia. Một số mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Georgia cũng bị Nga không kích không thương tiếc.
Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2008, Tổng thống Georgia ông Saakashvili thừa nhận thất bại và phải chấp nhận đàm phán hòa bình. Cuộc chiến ở Nam Ossetia chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 ngày, nhưng đã thể hiện sự ưu việt của quân đội Nga trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn. Khả năng hành quân thần tốc và tác chiến chớp nhoáng của quân đội Nga ở Nam Ossetia khiến Mỹ và NATO phải bất ngờ, vì gần như tàng hình trước hệ thống radar. Lần động binh thứ 3 chính là việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Trong bối cảnh Ukraine rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng bởi các cuộc biểu tình, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2 năm 2014, Tổng thống Putin đã họp suốt đêm với các quan chức an ninh về vấn đề Kiev và bán đảo Crimea. Cuối cùng, ông đưa ra kết luận, chúng ta phải hành động nhanh chóng để thu hồi Crimea. Chiến dịch thu hồi Crimea, bán đảo với hầu hết dân số là người gốc Nga của Moscow được đánh giá là nhanh lẹ và độc đáo nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Sau khi Nga tuyên bố sáp nhập Crimea, giới lãnh đạo và quân đội Ukraine dường như vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Toàn bộ chiến dịch giành quyền kiểm soát Crimea của Nga chỉ diễn ra trong vòng một tháng và gần như không gây đổ máu. Từ cuối tháng 2 năm 2014, hàng nghìn binh sĩ Nga không mang quân phục đã bí mật tiếp cận các căn cứ trên bán đảo Crimea. Đây là các căn cứ Nga được phép hoạt động theo hiệp ước ký với Ukraine. Ngày 28 tháng 2, Nga kiểm soát hai tuyến đường chính nối Ukraine với Crimea. 4 ngày sau, Nga kiểm soát được nghị viện ở Crimea. Các đại biểu ở Crimea nhanh chóng bầu ra nghị viện mới và thúc đẩy quá trình trưng cầu dân ý để bán đảo Crimea tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Crimea tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và 5 ngày sau, 97% người dân Crimea bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga với tỷ lệ là 83% người dân đi bầu. Suốt quá trình quân đội Nga làm mưa làm gió ở Crimea, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở đây không thể liên lạc được với Kiev. Họ không biết phải làm gì trước hành động giáo diết của binh sĩ Nga và chỉ có thể chứng kiến một cách bất lực. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Crimea chính thức trở thành một phần lãnh thổ của Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh tại Moscow. Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Ukraine rút toàn bộ lực lượng vũ trang khỏi Crimea. Lần dụng binh thứ tư của ông Putin chính là việc Nga tham chiến ở Syria. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ tham chiến ở Syria theo lời đề nghị của Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad. Đối thủ của Liên quân Nga-Syria là các tay súng thuộc nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 năm tham chiến ở Syria, Nga đã giúp chính quyền của ông Bashar al-Assad giải phóng hơn 87% lãnh thổ bị IS chiếm đóng. Cục diện chiến trường Syria được đánh giá là thay đổi ngoạn mục kể từ khi quân đội Nga góp mặt với những thắng lợi liên tiếp dành cho chính quyền của ông Assad. Vai trò của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông cũng bị lu mờ trước Nga. Theo nhiều chuyên gia, Nga buộc phải tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria bởi kể từ khi sau Liên Xô tan rã, Moscow không còn nhiều đồng minh ở Trung Đông. Dưới sự chỉ đạo của ông Putin, trong vòng 2 năm, quân đội Nga thực hiện hơn 30.000 cuộc tấn công ở Syria và tiêu diệt ít nhất hơn 90.000 phần tử khủng bố. 212 mỏ khai thác dầu cùng 184 nhà máy và cơ sở lọc dầu do IS kiểm soát cũng bị quân đội Nga phá hủy. Điều này dẫn tới nguồn tài chính của IS bị tổn thất nghiêm trọng. Chiến thắng ở Syria không chỉ giúp Nga nâng cao vị thế mà còn giúp quân đội Nga thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, nâng cao năng lực tác chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí ở Syria và đều mang kết quả tuyệt vời. Thưa các bạn, qua 4 lần Tổng thống Putin đưa quân ra ngoài lãnh thổ, chúng ta có thể thấy đây đều là những quyết định rất quyết đoán, nhưng mang mục tiêu chiến lược liên quan đến lợi ích sát sườn của nước Nga. Theo cá nhân tôi, ông Putin không phải là người thuộc chủ nghĩa hiếu chiến, muốn dùng chiến tranh để thúc đẩy kinh tế trong nước như Mỹ hay các nước phương Tây vẫn hay làm. Trừ cuộc chiến chống khủng bố ở Syria thì những lần dụng binh của ông Putin thường là ở trong thế cực chẳng đã. Cũng như chiến dịch quân sự ở Ukraine hiện tại, chỉ khi NATO đã rất gần và Kiev một mực khước từ cái bắt tay của Putin thì ông mới quyết định hành động. Phán xét Putin là đúng hay sai có lẽ không phải là điều dễ dàng với chúng ta. Muốn hiểu và phán xét được Tổng thống Putin, chúng ta phải hiểu về lịch sử của Liên Xô trước đây cũng như mục đích của NATO trong suốt quá trình tồn tại của nó. Chương trình ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.